An ally has been defeated. Ultimate! Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Krynak, chú bò ở mùa 2024. Thì thời điểm hiện tại thì vị tướng Krynak này vẫn được gọi là sử dụng, nhưng mà với tần suất đó là sống nhiều so với trước. Tất nhiên Krynak vẫn là một chất tướng sốc đám quá là ok luôn đấy. Thì trong trận đấu này mình cũng sẽ trình bày cụ thể cho anh em về chất tướng Krynak, cũng như trình bày cho anh em về trang bị, bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này ở mùa 2024, mùa mới nhất. Let's make this quick. Thì ở giai đoạn đầu mùa thì có lẽ là cũng khá là gắt. Nhiều anh em bảo mình là leo rank cũng hơi vất vả. Thì cũng đúng thôi, đầu mùa thì nó cũng sẽ gọi là gắt hơn cuối mùa. Đầu mùa là rank cao thủ là cũng thuộc càng gọi là bậc rank cũng khá là cao rồi. Vài ngày đầu mùa thì bậc rank cao thủ cũng khá là gắt đấy. Rồi, pha này mình bỏ qua FP của tem Indic là 89. Mình sẽ bắt vào Viera của tem Indic khi mà Viera chưa lên level 4 và tiện Viera lên bảng điểm số. Bây giờ thì quay trở lại bắt tá chí cùng trước mùa này anh em ạ. Ok, và chắc chắn thì tá chí cùng lên bảng điểm số. Một điểm hạ gục dành cho mình, một điểm hỗ trợ nữa, vậy là thành công. Bây giờ thì còn 11 giây nữa thì con rồng xuất hiện, thì chắc chắn thì sẽ lại ăn luôn con rồng nhá, để xem nó Triều Vân có di chuyển qua đây hay không này. Nhưng mà Triều Vân quay xe rồi, anh vẫn quay xe rồi, nên là mình sẽ tính cho đồng đội gọi là tấn công rồng luôn. Ok, rồng thì cũng đã được án rồi. Bây giờ thì mình sẽ lùi về phám bãi bùa của mình tiếp theo. Về chất tướng Krynak thì mình sẽ đó là phân tích cụ thể cho anh em, đó là về chiêu thức như sau. Chiêu thứ nhất, anh em sử dụng kiểu trung quỷ vào mục tiêu. Ôi, pha này bắt được này. Ôi, một pha thân hành bách biển đẹp thế nhờ. Thôi xong rồi, tình huống này thì mình hơi thảm anh em ạ. Tưởng là lại sử dụng cái ấu trung quỷ vào Ryoma có tém địch xíu. Ai dè là Ryoma tém địch gọi là lượt đi. Và cuối cùng thì mình bị áo nhấy. Bên cạnh đó thì thế móng vấn ca khép góc mình nữa. Bổ phát mình lên bảng điểm số. Thám quá anh em ạ. Người ta bảo là thám hay thấm mới đúng đó. Ok, thì hiện tại bây giờ thì ở khu vực đường rồng đang có giáo tránh. Pha này thì mình sẽ lại bắt này. Mịt tém địch này. Chắc chắn thì mịt. Ôi, bắt được hai người luôn này. Một phá pháo tử quáng cũng đẹp nữa. Và double cứu dành cho mình. Tá chí của tém địch thì cũng khá là thấp máu. Phá đầu một phá pháo tử quáng đẹp nhờ. Chứ không có phá pháo tử quáng đó thì chắc là mình chỉ ăn được Viera thôi. Chứ Terry của tém địch thì không ăn được. Thì về chiêu thức của vị tướng Krynak ấy, thì chiều thứ nhật anh em tung ra ấu trung quỷ ghim vào mục tiêu. Và đối phương mà chịu cái dấu ấn ấu trung quỷ trên đỉnh đầu ấy, thì giúp Krynak đánh theo phần trăm máu. Vì thế thì giúp Krynak trị các vị tướng tánh cỡ cũng rất là tốt. Ôi, lại có giáo tránh đường rồng tiếp, giáo tránh hơi bị nhiều luôn á. Và mình bỏ qua tá chi và lại bắt xà thủ tém địch tiếp. Thì anh em thấy thì chắc chắn mục tiêu của mình không phải là các vị tướng đỡ đòn mà các vị tướng máu giấy. Đặc biệt đầu trần nữa rồi, ta chỉ lao vào, lóng tỏi được sử dụng, ăn được xa thủ của tính bên mình. Nhưng mà cuối cùng thì cùng bí mình tiến lên bảng điểm số. Về chiêu thức thứ hai của Krynak thì anh em lượt theo hướng chỉ định. Trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương, bên cạnh đó thì giúp đó là Krynak hồi phục máu nữa.
Về chiêu cuối thì anh em có hai lần sử dụng. Lần thứ nhất anh em kích hoạt thì sẽ đó là giúp Krynak cất cánh giống như cái trực thăng vậy á. Lần thứ hai thì anh em đạp xuống vào vùng chỉ định và gây sát thương. Đây, cất cánh, đạp xuống vào vùng chỉ định, tưởng ăn Real Madrid thì mình địch, ai ra Real Madrid em địch. Lùi về nhanh quá. Hiện tại Real Madrid em địch khá là thấp máu nha. Pha này không về là mất cả người cả trù này. Liệu Real Madrid em địch có ra đây hay không? Đáng thấy tầm nhìn của Vấn Cá. Thôi pha này thì mình sẽ lại bắt Vấn Cá cũng được anh em ạ. Kẹp góc này, rồi tiện đó là Vấn Cá lên bảng điểm số. Rất may thì Mai Lộc Tem mình cũng chỉ còn xíu máu vẫn lùi về được. Qua đó thì mình cướp luôn đó là con búa đỏ của rừng Tem bên địch nhá. Rồi, Rio Ma Tem địch núp bùi đúng không? Bật quả cầu băng sướng né sát thương này. Quay trở lại này, có ai chơi không nhá? Rio Ma, uầy Tốp ơi, pha đỏ không lại hỗ trợ mình tí. Rio Ma còn xíu máu, rồi Tốp Tem mình hay quá. Liệu có chơi được hay không? Đúng rồi. Và Tốp Tem mình tiến lên bảng điểm số. Đó là Tốp lại hỗ trợ mình tí là ngon rồi. Bởi vì lượng máu của mình phá đỏ thì cũng khá là thấp. Kéo xu Tem mình chát rồi là thua. Ôi bình tĩnh Tem mình đáng hơn với thế trận mà. Đối với Krynak thì anh em cần lưu ý dành cho mình đó là sáu khí gọi là sử dụng chiêu thức sóng á. Anh em đánh thương dành cho mình nhá. Chiêu 1 đánh thương, chiêu 2 đánh thương. Vì đòn đánh thương thì sẽ được cường hóa. Thời điểm hiện tại thì các vị tướng đấu sĩ và xạ thủ khác thì đi rừng cũng khá là mạnh. Nếu là Krynak thì không còn được quá trọng dụng nữa. Bên cạnh đó thì Krynak có một số điểm yếu mà người ta kiểu ít chơi hơn. Thứ nhất đó là đối với Krynak, anh em đạp xuống là phải một cách cực kỳ là hợp tí. Thì khi đó đạp xuống phạt là kết liễu mục tiêu. Còn anh em đạp xuống mà không kết liễu được mục tiêu thì đối phương có thể quay trở lại áo nhấy. Thứ hai nữa gặp những chất tướng khống chế. Thứ ba gặp những chất tướng thuộc dạng có khả năng né được sát thương thì thực sự Krynak cũng khá là khó bắt đấy. Rồi pha này thì mình sẽ bắt tướng địch tiếp này. Rồi vô vào này, chạy đấu một em lên bảng điểm số này, chạy đấu hai em lên bảng điểm số đấy. Nhưng mà pha này thì hết chạy rồi. Khi mà té rí của Tem địch phía sau thì được xả sát thương. Về té rí á, mình đã làm clip rồi nhá. Một vị tướng cực kỳ là khỏe, xạ thủ cực kỳ là khỏe thời điểm hiện tại và hot pick hiện tại á. Team bên mình thì đáng chửi quý team bên mình, bởi vì nãy giờ thì không thấy gọi là quý đảo cánh gì cả. Trình thế này lên được cáo thủ hạ. Bắt đầu gọi là trốn nhau rồi anh em ạ. Bởi vì nãy giờ thì quý giữ đường hơi lâu ấy, không di chuyển ấy. Mà tổ Tem địch di chuyển nên là kiểu là bị nói. Ở trong trận đấu này thì mình sẽ cố gắng thứ nhất bắt được một mục tiêu đó là xạ thủ của Tem địch tốt. Còn không thì có thể bắt được hai người thì là càng tốt hơn nữa. Lên cáo thủ từ hôm đầu tiên. À ghê. Quá ghê gớm. Ôi. Dồn đám tí nữa mình bay mau anh em ạ. Real Madrid Tem địch thì cũng đáng có ý định gọi là vào cướp bua các kiểu. Nhưng mà quý của Tem mình thì giữ bua rồi. Ok anh em ạ. Còn bua thì vẫn thuộc về mình. Với cái combo của Krynak thì nói chung anh em cứ kích hoạt đó là chiêu cuối dành cho mình. Cất cánh. Thấy mục tiêu thì nếu bật gần á, thì anh em có thể là sử dụng luôn đó là chiêu 1 ghim vào mục tiêu. Sau đạp chiêu cuối xuống. Sử dụng chiêu 2 để đó là gây sát thương. Tất nhiên thì sau khi sử dụng chiêu 1 và chiêu 2 anh em phải đánh thương nhá. Đây đạp xuống này. Chiêu 2 để đánh thương này. Và tiện xạ thủ Tem địch lên bảng điểm số. Té rít đám to thì to thật đấy. Nhưng mà đối với Krynak đám cũng to. Nên là đám to mà không được xả ra thương chỉ cần mình bắt được té rít là ổn. Có cái đội hình của Tem địch cuối trận thì cũng sẽ hơi khó chịu. Anh em thấy thì nếu mà để Viera nó dồn sát thương phản thì mình cũng có thể bay mau luôn á. Chúng Krynak cách chơi thì cũng khá là đơn giản. Mấu chốt là anh em đạp xuống làm sao để kết liễu được mục tiêu là tối ưu nhất. Vừa xong rồi, pha này không được rồi. Real Madrid Tem địch tốc biến và chơi mình luôn. Tưởng giữ được cái trù ái là trù cũng không giữ được. Tem bên mình thì ăn rồng, còn Tem bên địch thì ăn con ta thân. Mà con ta thân xế giá thời điểm hiện tại thì lời hơn. Đầu trận á, thì ăn rồng sẽ lời hơn, còn cuối trận thì ăn ta thân xế giá sẽ lời hơn. Tem bên bàn khó chịu nhá, anh em thấy thì điểm yếu của mình
đạp xuống một phát mà không hợp lý là coi như bị tém địch gọi là áo nhây luôn á. Và không hợp lý là coi như khịt chay luôn. Mà lộc tém mình bị Vira tém địch dồn đám và lên bảng điểm số. Hiện tại thì thể lĩnh thì cũng đang bị tém địch đẩy lên khá là cao. Và này thì chắc là thủ trụ thôi. Rồi, một lần nữa thì Vira lại dồn sát thương và tiền xa thủ tém mình lên bảng điểm số. Mình đạp xuống. Nhưng mà hiện tại thì anh em thấy thì cũng khá là khó chịu. Tém mình địch thì cũng lùi về rồi. Xa thủ của tém địch thì đáng đẩy trụ. Tém mình đã phải lên bảng điểm số 2 người. Có Vira nếu mà tím mình rán lẻ là Vira lên bảng điểm số rồi. Hay rồi anh em ạ, vẫn cá thì đáng cướp bùa đỏ của mình. Tưởng là không cắn nha, cuối cùng lại cắn không tưởng. Bây giờ thì đáng có giáo tránh. Rồi pha này thì chắc có lẽ là cùng hai bên thì hòa hoãn thôi. Sau khi ăn được con tà thân xế giá thì tém đi có lợi thì ở khả năng đẩy trụ xíu. Quý tém mình thì đáng bị triều vẫn tém đi đuổi theo nhưng mà cũng không đáng ngại. Bây giờ thì mình sẽ đó là lên đấy để xem có bắt được ai không nhá. Đang thấy tầm nhìn của 1, 2, 3 người của tím mình địch. Mình sẽ đó là núp đấy để bắt đường vòng này đây. Pha này thì mình sẽ vô vào xà thủ tém địch đầu tiên. Xà thủ tém địch đấu đấy nhá. Mà tầm nhìn thôi, vô vào hai người này cũng được anh em ạ. Lùng đó là cái đáp ở cứu này cũng được. Ý tưởng của mình là bắt xà thủ của tém địch ấy. Nhưng mà xà thủ tém địch không thấy tầm nhìn đấu nữa. Quẩy xà thủ tém địch đấy rồi. Đấy, bây giờ mới bắt xà thủ tém địch này. Solo cứu thất thể đến từ Eo Su. Nói chung Eo Su phải kỹ năng thật là tốt hoặc là cấu rỉa trước Terry kìa. Còn thời điểm hiện tại mà solo 1-1 như vậy á thì Terry nó trên cớ hoàn toàn rồi. Terry thì zone sát thương tốt mà trong combat tổng cũng tốt. Zone sát thương tốt đến từ chiều 1 và trong combat tổng tốt bắn được nhiều mục tiêu đến từ chiều 2. Bây giờ thì sau một pha giao tranh có lợi thế Eriuma lúc này ăn mình. Bạn hơi ảo tưởng bạn ơi, lúc nãy thì xỉa được mình nhưng mà lần này mình đám to rồi, mình sẽ lùi lại nhá. Vẫn cá cũng như là tá chi tém địch ra rồi. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì kiếm truy hồn đi rừng. Thứ hai, dây kiến cương kháng hiệu khống chế. Thứ ba thì thương xuyên phá, xuyên giáp gia tăng lượng công vật lý. Thứ tư, phức hợp kiếm để những cú vô vào cái lượng sát thương sẽ tốt nhất. Thứ năm thì sẽ cành nánh. Và cuối cùng đó là giáp hồ mạnh để đảm bảo an toàn. Rồi bây giờ đáng lấy góc này bắt luôn Tachi này. Mình thì trì tránh cũng khá là tốt và tiễn Tachi lên bảng điểm số rồi. Hiện tại bây giờ tém đi đáng lên bảng điểm số 2 người. Và này từ từ nha. Mình kéo con bùa ra một xíu. Uầy ông Vân cá. Mình cũng đã cẩn thận rồi anh em ạ. Núp mấy cái bụi đó rồi ai ra Triều vẫn nó núp lâu hơn. Triều vẫn nó núp lâu hơn ấy. Mình nghĩ là Triều vẫn về đẹp trù rồi kìa. Ai ra nó vẫn đáng non núp đó anh em ạ. Pha đó thì mình lội rồi, di chuyển lội. Nói chung cùng đoán cái được sự nguy hiểm một tí. Nhưng mình nghĩ thì không ngờ là vấn cá nó vẫn đáng con núp đó nữa. Và khi mình không sốc đám được vấn cá thì vấn cá nó sốc đám mình thôi. Đó là chuyện bình thường. Nói chung tình huống đó thì mình lội. Cũng hết sức cẩn thận, nói như ai chứ cũng hết sức cẩn thận nhưng mà vẫn bị bắt. Rồi hiện tại bây giờ thì về thị trận thì team bên mình lợi thế hơn so với team bên địch rồi. Một trận đấu thì cũng khá là hấp dẫn, hai bên ăn miếng trả miếng nhau. Nói chung đâu mua mà ránh tầm 2x ấy là bắt đầu cực kỳ là gắt rồi. Bây giờ thì đang tập trung ở hàng rông. Pha này mà giáo tránh là giáo tránh được này. Cái góc này thì team bên mình giáo tránh rất là thớt thích. Luyện ngu của Mã Lộc rồi thêm cái khiến kẹp góc nữa là phá giáo tránh này là cực kỳ là đẹp này. Ok, pha này hay rồi đấy. Mã Lộc luyện ngu phạt kẹp góc ba người và tìm bên địch luôn. Thế cuối trận gọi là những sát thương trên diện rộng của Mã Lộc như vậy thì quả là đã rồi. Pha này thì bắt luôn đó là tá chí của tém địch này. Đấu thì đánh lấu cùng lên bảng điểm số. Ok, và cuối cùng thì anh em thấy thì quét sạch tại bên bàn thì như kiểu Vira rồi Rio mà thì giai đoạn về 6 thì cũng không còn khỏe nữa. Đặc biệt là Vira bắt lẻ thì được chứ trong combat tổng rất là khó. Và giáo tránh những cái góc hẹp như vậy thì Mã Lộc thì là quân át chủ bài thôi. Luyện ngục chưa cắt đối đường luôn. Về phần đó là phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu Mã Chủ để nổ sát thương. Về phần bảng ngọc thì sẽ sử dụng bảng ngọc như 6 ngọc đỏ, 7 viên công vật lý xuyên giáp, 3 viên tỷ lệ chỉ mạng ngốc tím, 5 viên công vật lý tốc chạy và 5 viên hút máu. Còn ngọc xanh, công vật lý và xuyên giáp,
Và trận đấu kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye!